Rồi ta bắt đầu với câu điện phân, đề số 1 trong bộ 30 đề ôn năm 2023. Rồi, đầu tiên ta sẽ xét ở tê giây, các bạn sẽ xét ở tê giây nhé. Ở tê giây. Thì ở anode, ở cathode. Ở cathode của chúng ta là cực âm đó. Thì ion đồng 2 cộng sẽ di chuyển và nhận electron thành kim loại là đồng. Còn ở anode, anode là cực dương thì chắc chắn là Cl trừ này sẽ phải cho đi electron để thành khí clo. Ok, bây giờ vượt qua thời gian là T cộng cho 2895 giây, có nghĩa là ta xét thêm ở thời gian là 2895 giây nữa. Thì với cái số mol E ở đây chúng ta sẽ tính theo công thức IT. IT là 2 nhân cho 2895 và chia cho 96.500. Thì các bạn sẽ bấm được cái số mol này là 0,06. Và đây là một căn cứ rất quan trọng để đi làm bài toán định phân này. Rồi, thì các bạn thấy là khi mà thời gian tăng thêm thì số mol đồng được tăng thêm 0,02. Vậy có nghĩa là ở thời gian T giây thì đồng 2 cộng điện phân chưa hết, và thêm 2895 giây nữa thì đồng 2 cộng tiếp tục bị điện phân để tạo ra một lượng đồng thêm là 0,02 mol. Nhưng mà với lượng đồng thêm 0,02 mol này thì số mol electron của chúng ta mới trao đổi là 0,04 và chưa đủ 0,06 như đề bài yêu cầu. Vậy thì ở đây khi mà thời gian tăng thêm là nước đã điện phân bên ca tốt rồi, nên là nước đã nhận hai electron thành OH trừ và khí hydro. Ở đây dễ dàng ta sẽ tính được lượng electron cho này là 0,02 bằng cách lấy 0,06 trừ 0,04 và lượng hydro được sinh ra ở đây là 0,01 mol. 0,01 mol hydro sinh ra ở đây. Rồi. Như vậy ở khi thời gian là 2895 giây thì chúng ta thấy là ở T giây này thì cái lượng khí sinh ra của chúng ta đó là amon. Rồi. Và sau thời gian thêm 2895 giây nữa thì lượng khí của chúng ta tăng thêm 0,03 mol. Nhớ như vậy ở đây chúng ta sẽ xét là clo tiếp tục bị điện phân để được lượng khí tăng lên. Tuy nhiên, ở đây chúng ta có một cái lưu ý nhỏ thế này. Nếu chúng ta thấy toàn bộ 0,06 mol electron ở đây vào E đây thì cái lượng clo sinh ra là 0,03. 0,03 cộng thêm 0,01 của hydro, như vậy là lượng khí tăng thêm là 0,04, vượt quá đề bài yêu cầu. Vậy với khoảng thời gian 2895 giây này thì không phải là có khí clo sinh ra không ở đây. Vậy chúng ta có hiểu rằng là khi đó là clo hết rồi và nước bắt đầu bị điện phân ở bên anode, sinh ra một lượng khí là khí oxy nữa. Thì tới đây chúng ta phải giải hệ phương trình như sau. Đặt x là số mol clo, vậy số mol electron chỗ này là 2x. Đặt y là số mol oxy thì chúng ta sẽ có được số mol electron chỗ này sẽ là 4y. Và chúng ta sẽ dễ dàng giải được cái hệ như sau. Bạn sẽ giải được cái hệ là x cộng y cộng 0,01 cộng hydro này bằng cái lượng khí tăng thêm là 0,03 mol ở đây. Và ngoài ra chúng ta sẽ có số mol electron là 2x cộng 4y bằng số mol electron là 0,06. Từ đó dễ dàng chúng ta sẽ bấm được x bằng y bằng y bằng 0,01 và 0,01. Vậy thì rõ ràng là với thời gian là 2895 giây này thì clo đang tiếp tục bị điện phân. Như vậy là ở khoảng thời gian T giây, chúng ta sẽ quay lại thời gian T giây, chúng ta sẽ khẳng định như sau. Như vậy là amon khí thoát ra ở đây là chỉ có khí clo thôi. Thì số mol E của chúng ta sẽ là 2A này. Đồng sinh ra ở thời gian T giây là B mol. Như vậy là số mol electron chỗ này sẽ là 2B này. Và điều này rất quan trọng. Vậy chúng ta sẽ suy được là 2A. Ở giờ này chúng ta sẽ suy được 2B này bằng 2A, hay là B sẽ bằng A. Đây là một dữ kiện vô cùng quan trọng để chúng ta xét qua thời gian là 2 2 T giây nhé. Vậy là ta sẽ có được cái số mol electron, chúng ta sẽ có được số mol E. Số mol E ở thời gian T giây này, số mol E ở thời gian T giây này sẽ là 2A. Vậy khi đi qua khoảng thời gian là 2 t giây, thời gian 2 t giây, bây giờ chúng ta sẽ xét ở 2 t giây các bạn nhé. Chúng ta sẽ xét ở 2 t giây
thì cái số mol E của chúng ta sẽ gấp 2 lần số mol ở T giây, đúng chưa? Thời gian gấp 2 lần, số mol gấp 2 lần thì cường độ dòng điện không đổi thì nó sẽ là 4A mol. 4A mol. Rồi bây giờ ta sẽ xét tiếp. Với khoảng thời gian này, đồng 2 cộng điện phân nhận 2 electron thành kim loại là đồng, chúng ta sẽ giải từ từ và chi tiết. Thì số mol đồng tối đa của chúng ta tạo ra là B cộng cho 0,02 là đồng tối đa. Mà B là bằng A rồi, chúng ta thay là A luôn, cộng cho 0,02. Vậy thì số mol electron của chúng ta sẽ là 2A cộng 0,04. Đấy. Với cùng thời gian này thì nước chắc chắn là phải điện phân rồi, nước điện phân tiếp nhận 2 electron. 2OH trừ và khí hydro. Tại vì sao? Tại vì cái ở trên này là nước và điện phân rồi, 2 T dây lớn hơn thì nước điện phân tiếp. Vậy thì cái số mol E chỗ này các bạn sẽ lấy 4A này, bạn trừ cho số mol là 2A trừ cho 0,04 chỗ này. Vậy ta 4A trừ đi thì bạn sẽ có là 2A trừ 0,04. Vậy thì khí hydro sinh ra chỗ này sẽ là A trừ 0,02. Đó, điều này vô cùng quan trọng nha. Đó là ở bên cathode. Còn ở bên anode của chúng ta thì chúng ta sẽ xét tiếp clo trừ cho 2 electron thành khí clo. Vậy khí clo tổng của chúng ta ở hai quá trình là A mol ở đây và cộng cho X ở đây, với X là 0,01. Vậy là clo là A cộng cho 0,01. Vậy thì số mol electron của chúng ta sẽ là 2A cộng cho 0,02. Tiếp tục, nước bị điện phân cho 4 electron. Tất nhiên là những cái phương trình này các bạn phải cố gắng là thuộc nha, chúng ta phải thuộc thì chúng ta mới làm mới tốt được. Rồi chúng ta cũng sẽ lấy số mol E tổng là 4A, bạn trừ ở cái ở trên này. Thì cái số mol E chỗ này sẽ còn là 2A này trừ 0,02, đúng chưa? Tổng số mol E trừ trên này. Thì số mol của oxy của chúng ta sẽ đây sẽ là A trên 2 trừ 0,005. Đây là số mol oxy được sinh ra. Vậy chúng ta sẽ có kết luận cuối cùng ở đây. Tổng số mol khí ở đây là khí hydro ở đây, khí clo ở đây. Tất cả những khí này ha, chúng ta sẽ cộng tất cả những khí này lại. Đó, khí ở đây. Đây các bạn, khí ở đây nha, chúng ta sẽ có 3 khí ở đây. Và đề bài cho là tổng số mol khí là 2,125. Được chưa? Chúng ta sẽ có thêm này. 2,125 125A là tổng số mol khí sẽ bằng khí hydro này là A trừ 0,02 cộng tiếp cho khí clo. Khí clo của chúng ta là A cộng 0,01. Rồi các bạn cộng tiếp cho khí oxy là A trên 2 trừ 0,005. Thì từ đây các bạn sẽ bấm máy được A bằng 0,004. A bằng 0,04 mol. Với A bằng 0,04 mol. Và bây giờ đi tính giá trị của T. T là thời gian. Thời gian ban đầu điện phân ở đây. Thì chúng ta có thời gian này thì số mol electron trao đổi sẽ là 2A. Vậy chúng ta sẽ có số mol electron trao đổi là 2A. 2A có nghĩa là 2 lần của 0,04 bằng Y là 2. Thời gian là T chia cho 96.500. Thì từ đó các bạn sẽ bấm được T bằng 3.860 giây. Và ta chọn đáp án là câu B các bạn nhé. À, như vậy là câu xong câu định phân bảng đầu tiên.